nhiều, nó cũng thật thật tốt thôi. Thì mấy anh em mới cầm xong á, ngày nào cũng dưới các nhà cầm xong thì mấy anh em sẽ vào đồ để tiếp tục ngày làm việc mới thôi. Đây, đó bữa nào cũng như bữa nấy thôi. Anh này là thành viên mới, hôm nay lặn cùng với mấy anh em nè. Thì mấy anh em cũng đã chuẩn bị xong rồi. Giờ thì mấy anh em sẽ bắt đầu nhảy xuống để thu hoạch hải sản thôi. Độ sâu tại điểm này thì tương đương 13 sải tay. Hôm qua Ghi Mỹ lặn thả xuống cái gò này, Ghi Mỹ có phát hiện được một lớn sò mê ca. Thì cũng có lộn sò ngỏ. Nên hôm nay mấy anh em tới độ sâu 13 sải tay này để bắt hải sản nha. Thường thì mỗi khi mấy anh em mà lặn nước từ 11 sải tay đổ về thôi. Hôm nay mấy anh em chân lớn luôn, tới điểm 13 sải tay để làm nha. Nước thì chỗ này chắc là sâu luôn, tại vì hôm nay mấy anh em lặn ở dưới gò á, nên chắc là sâu luôn. Tại sao cả nhà biết vì sao mấy anh em lặn nước này không? Tại vì chút nữa ở trên kia sẽ kéo neo lên để cho cái ghe của Bỉ này sẽ toi thẳng lên trên gò lại. Trên đó thì nước tương đương chỉ có 11 sải tay thôi, nên nó rất là an toàn nha. Còn mình lặn nước 13 sải tay này nguyên ngày có thể bị vấn đề ở các nhà nhức tay hoặc nhức chân á. Đó, Mỹ đã phát hiện ra được những con sò mê ca rồi nè. Chỗ này chủ yếu sò mê ca nhiều lắm. Hôm qua Ghi Mỹ có gặp bắt thì rất là đã luôn. Thì hôm nay Ghi Mỹ có tới lại để thu hoạch những con sò mê ca này nha, để kiếm thêm thu nhập cá nha. Với lợi cũng có lộn, Ghi Mỹ thả lên sẽ có lộn sò ngọ, sò lỏ đồ á, đủ thứ luôn. Giờ Mỹ cũng mời cả nhà cùng theo dõi Mỹ thu hoạch hải sản nha. Đó, mê ca chỗ này thì con nào con nấy thì to đùng luôn. Đây là anh nhỏ nè, mấy anh em mới nhảy xuống thôi nhưng mà anh nhỏ sắp lấy gần nửa vợ rồi kìa. Đó, tại vì con sò mê ca này nó to cả nhà, bắt bỏ vào trong vợ này nó mau đầy vợ lắm. Con ốc đá đỏ, Mỹ có phát hiện phía này có một con sò điệp bay nữa nè. Thêm con ốc đá đỏ nữa. Hình như chỗ này Mỹ nãy giờ bắt cũng 4-5 con ốc đá đỏ quá. Có thêm một con bạch tuộc nữa nè. Mỹ nhìn Mỹ cứ tưởng con bạch tuộc này đang để trứng, ấp trứng gì đó thôi, ai nghĩ không phải nha.
thêm một cái con ốc đá đỏ nữa này. Ô, tính ra chỗ này nó có lượng ốc đá đỏ nữa nè. Con ốc đá đỏ này thì giá trị nó cũng bằng con ốc đá trắng thôi, khoảng trăm mấy chục ngàn ký. Bỉ quằn quằn chỗ này bắt sò mê ca này cũng khá là nhiều á cả nhà. Phía trước Mỹ có phát hiện ra được một con mực nang này nó cũng nhỏ thôi. Mỹ sẽ chỉ lên lát trên kia cá bắt đầu lên thêm, sẽ làm một son canh chua để mấy anh em ăn cơm trưa nha. Mực nang này thì nó cũng bé thôi. Hết hồn. Anh Hùng này tới làm Mỹ bất ngờ quá, làm Mỹ mất hồn luôn. Đúng là chỗ này nó có dấu ốc đá đỏ cái này. Trời, Mỹ chạy cũng khá là lâu rồi đó. Mới phát hiện được một con sò ngọt đầu tiên này. Đó, cái dấu này nằm cái kiểu này thì dễ phát hiện lắm. Mỹ có thấy một con cá mó này cũng chắc là to luôn, nó mới chui xuống cái hang này nè. Để Mỹ mồi bắt nó lên để trên kia nấu canh chua ăn bữa trưa nha. Cái hang này rất là sâu luôn. Mỹ mồi lúc luôn cả cánh tay rồi, nhưng mà vẫn chưa đụng nó. Rồi cả nhà, con cá này nằm rất là sâu luôn. Mỹ mồi không tới được cái đáy hang của nó nên cũng không có bắt được nó đâu. Kìa, phía trước Mỹ có anh nhỏ đã lấy đầy vợ sò Mika đã đang về sò kìa. Mỹ thì cũng đã lấy đầy vợ luôn rồi nè. Mỹ sẽ chạy cùng với anh nhỏ về. Anh nhỏ thì đã tớm vợ ra, đã chạy ra lại rồi. Ô, có một con ốc đá đỏ bị ai vớt nè. Cũng sắp tới mùa những con sao chín cánh này rồi. Tới mùa thì con sao chín cánh này nó nhiều lắm nha. Hiện tại thì chưa có phải mùa đó. Thì lâu lâu Mỹ mới gặp được một con thôi. Tới mùa thì gặp nó nhiều lắm. Hiện tại Mỹ đang đứng dưới chân gò này cả nhà. Ở phía trên này là ở chân gò này. Không biết cả nhà mình có thấy hình dạng có một cái gò không nữa. Tại vì Mỹ ở ngoài thì Mỹ nhìn cái gò này rất là dễ dàng luôn. Không biết ở trong cái máy camera thì cả nhà xem thì có nhận dạng được không thôi. Mỹ đang chạy lên một cái gò này. Cái gò này cao khoảng 2 mét đó cả nhà. À, 2 sải tay đó. 2 sải tay đương đương thì cũng 3 mét mấy đó. Đó, cả nhà thấy cái gò không? Nó cao lắm cả nhà, chạy lên đó cũng phải tính ra cũng 2-3 sải tay luôn đó. Đây là dưới gò này. Không biết cả nhà có thấy không thôi. Giờ Mỹ sẽ chạy lên gò để tìm sò ngọt với sò lỏ để bắt nha. Tại vì ở dưới gò thì có sò mê ca thôi. Chủ yếu lên gò đây nè. Lên gò thì mình sẽ có được sò ngọt với lỡ sò lỏ được cả nhà, không có đi bay nữa.
không biết lên trên này vẫn có còn không thôi, tại vì mấy bữa giờ kia Mỹ lặn chỗ này cũng được mấy bữa rồi. Mỹ vừa chạy lên cò xong thì có phát hiện ra được một con sò lỏ đầu tiên luôn nè. Đó, hôm nay thì cái dấu của con sò lỏ này rất là dễ thấy luôn. Đó, cứ con sò lỏ mà nó nằm dấu như thế này nè, thấy dự đoán 100% là con sò lỏ thiệt luôn đó. Ừ, con sò lỏ này khá là to luôn nè. Công nhận, cả nhà xem nè, càng bằng 4 ngón tay của Mỹ luôn đó. Các nhà xem này, đó, bằng 4 ngón tay luôn. Thêm con sò ngọt thứ hai luôn rồi nè. Hôm nay Mỹ thấy thì sò ngọt cũng ít hơn hôm qua nha. Hôm qua thì Mỹ bắt sò ngọt tới tới luôn. Hôm nay thì chạy lâu rồi mới được con thứ hai thôi. Thêm con sò ngọt thứ ba luôn rồi nè. Đó, Mỹ chạy lên cò dự đoán là chính xác luôn. Lên trên cò thì nó có sò lỏ với sò ngọt, còn ở dưới cò thì nó có chỉ sò meca thôi. Sò ngọt dưới đó thì nó cũng có, nó có chỗ cả nhà, chỗ thì không có đâu. Được con ốc mỡ nữa nè. Mỹ sẽ chỉ con cá đuối này lên để dành nấu canh chua nha. Tại vì mấy anh em sẽ bắt người vài con lên gom lại để nấu một xôi canh chua để mấy anh em ăn cơm trưa. Mỹ làm cái mốc một này trừ ra một khúc như thế này nè để dành bỉ nỉ cá đuối nha. Nó rất là tiện lợi luôn. Thêm con sò ngọt thứ tư luôn rồi nè. Đây là con đĩ bay nè, không biết chỗ cả nhà thường thì có con này cả nhà gọi là con gì. Mỹ thì nhìn thấy giống cái đĩ bay á nên Mỹ gọi là con đĩ bay luôn nha, chứ thật chắc ra Mỹ chả biết nó là con gì. Anh Hùng có thấy một con ốc tỏi đang để trứng có quắp Mỹ tới để ghi hình nè. Mỹ sẽ lấy con ốc này để thả nó nha. Mỹ sẽ đuổi anh Hùng chỗ khác, Mỹ sẽ thả ốc này lại. Đó, Mỹ sẽ để lại cho nó để nha. Tí nữa nó để xong rồi mấy anh em chạy lên lại sẽ bắt nó thôi. Tại vì ghi Mỹ cứ thả lên thả xuống cái điểm này á. Tại vì chỗ này nó có dấu sò ngọt đó cả nhà, nên mấy anh em cứ thả khi nào mà nó hết thì thôi, sẽ đi hướng khác để làm. Phát hiện thêm một cái dấu tích của một con sò lỏ nữa nè. Đó, cả nhà thấy nó sụp chưa? Đó, nó sụp xuống là nó thôi. Con này cũng khá là to luôn nè. Đó, cũng 4 ngón tay luôn. Thì cái con này cũng bằng cái con hồi nãy Mỹ vừa bắt luôn đó. Được thêm con sò ngọt thứ 5.
cũng khá là lâu rồi này các nhà. Công nhận hôm nay sò ngọt hết rồi sao đó. Mới giờ này giờ mà Mỹ bắt được có 5 con thôi. Đường đi này là của một con ốc đá này. Ở trên gò này thì nó có ốc đá trắng cả nhà, còn ở dưới gò thì nó có ốc đá đỏ, cũng lạ ha. Mỹ sẽ bắt con cá rảnh này lên để đốt cua luôn nha. Mỹ sẽ cố để móc được nó này. Rồi ok, có cá ăn nữa. Thêm con sò lỏ thứ ba luôn rồi nè. Đó, Mỹ chạy lên gò thì chạy đi một cặp thì cũng bắt được 3 con luôn. Con này thì bé hơn 2 con hồi nãy rồi. Con này thì chỉ có 3 ngón thôi. 2 con trước thì mỗi con thì được 4 ngón, con này thì được 3 ngón. Lên trên gò này mấy anh em lặn thì thấy hải sản nó ít quá, nên mấy anh em lên để đồn lên xuống cái chỗ 13 sải tay lại để làm nha. Hiện tại mấy anh em lên trên gò này chỉ có nước độ sâu có 11 sải tay thôi. Giờ mấy anh em sẽ lên để tiếp tục đồn lên để làm lại tiếp nha. Anh này là thành viên mới của ngày hôm nay nè. Mấy anh em lên thì cũng đã nhảy lại rồi. Hôm nay mấy anh em nhảy lại cái chỗ hồi sáng mấy anh em có làm á, nước 13 sải tay. Thì cái chỗ này chủ yếu là sò mê ca thôi nè. Thì tăng đầu tiên thì mấy anh em làm thì mấy anh em bắt được khoảng 2 quả sò mê ca. Thì mấy anh em tiếp tục lại làm những con sò mê ca này nha. Chủ yếu mấy con sò mê ca này tuy nó dễ thôi, nhưng mà chủ yếu mình tìm những cái mặt hàng đây nè, điệp bay, sò ngọt, sò lỏ và ốc đá, ốc đồ ở các nhà. Mấy con đó thì nó cũng có lai dai, chủ yếu mình kiếm những cái con này thêm nè. Đó, thêm một con sò điệp bay nữa. Điệp bay đang nằm vùng nè, nó đánh một cái vùng gì nó để nằm nó ở nha. Cả nhà mình biết vì sao cái con sò điệp bay này gọi có tên gọi là điệp bay không? Đây, giờ Mỹ sẽ làm cho nó bay lên. Tại vì nó biết bay á cả nhà đó. Tại vì con điệp này nó biết bay á, nên người ta gọi nó là con điệp bay. Chỗ này Mỹ có thấy một con điệp bay với là một con ốc mỡ.
ca này Mỹ cũng đã bắt được đầy quả rồi nè. Tính ra ca sáng thì Mỹ bắt được 2 quả, ca này Mỹ bắt thêm 1 quả nữa nè. Giờ Mỹ sẽ lấy quả ra để đi bắt tiếp nữa. Đây là bạn Vũ Tài Công nè, bạn Vũ Tài Công thì cũng sắp đầy quả rồi đó. Ồ, Mỹ có phát hiện ra một con thủy quái nè. Ồ, con thủy quái đang nằm ở các nhà, Mỹ sẽ dùng chỉ để bắt nó nha. Đây nè các nhà, nó đang trốn ở dưới cây nè. Rồi, Mỹ đã chỉ được nó rồi. Ồ, một con thủy quái. Con thủy quái này lúc trước Mỹ cũng đó có chỉ được một con rồi. Con nó thì nó dài khoảng 2 mét, nó rất là to luôn. Nhưng mà cái con này thì nó hơi bé nha. Con này Mỹ độ chỉ tầm khoảng 1 mét thôi. Cá này thật sự mà nói về ướp nướng ăn ngon lắm nha. Chủ yếu là mình sợ xương nó thôi. Tại vì cái xương của nó cứng lắm đó. Khi mà bắt những cái con này nè, mình phải xí cái hầu dưới nó ra nha. Chủ yếu nó đứt cái hầu dưới nó ra. Nhiều khi mà mình có bị sơ sẩy nó xuất ra, nó sẽ cắn mình. Mình nó đứt cái nó ra rồi nó cắn mình chỉ không có sao nha. Nếu mà nó còn cái hàm dưới đó thì nó cắn mình rất là đau và chảy máu cũng ghê lắm. Và Mỹ đã xí được nó rồi nè. Công nhận con này nó mạnh lắm nha. Con này điều nó nhỏ đó, nó nhỏ mà nó đã mạnh như thế này rồi. Gặp mấy con to nữa thì nó rất là mạnh luôn. Đó, Mỹ đã xí cái hầu nó ra rồi mà vẫn còn sống luôn. Đó, ừ nó quấn gì từ lưa luôn này. Có anh Tâm cũng dời sò kìa. Với lỡ anh bạn mới cũng đầy quả nữa rồi kìa. Mấy con này quậy ăn ghê lắm các nhà. Mỹ gặp mấy con này Mỹ mà bắt lắm. Mỹ sẽ cho nó yên quyệt nó cho nó xỉu nha. Rồi nó quắn sao mà cái chỉ với sợi dây dính luôn cái đầu nó cứng ngắc luôn rồi nè. Rồi hôm nay nhà Mỹ sẽ có món thủy quái nướng ăn rồi. Mỹ sẽ gỡ ra rồi xong Mỹ sẽ lấy cái sợi dây hậu của ngoài sau Mỹ á, Mỹ sẽ tóm cái đầu lại nha. Giờ thì Mỹ sẽ tự sướng một tấm hình để làm hình thumbnail nha. Con cá này thì Mỹ ấy nói cho nó xỉu rồi. Đây là cái hang của một con cá khoai nè. Nó thấy Mỹ thì nó đã chui xuống rồi. Giờ Mỹ sẽ chặn đầu nó để cho nó chung lên, Mỹ sẽ bắt nó luôn nha. Mỹ nghe mấy anh nói cá này về cá khoai á cả nhà. Lại Mỹ bắt lên cho cả nhà xem nè. Là con cá này về ướp nướng hay là cháy gì đó ngon lắm. Mấy bữa Mỹ có bắt về Mỹ nấu canh. Nấu canh chua ăn thịt nó dở mà. Hôm nay Mỹ sẽ cố bắt kiếm vài con về nướng thử có ngon không nha. Rồi nó thụt xuống lại giờ, Mỹ canh nó đưa cái đầu lên á, Mỹ sẽ chỉ nó nha. Đó, rồi, Mỹ đã chỉ được rồi nè. Không biết con cá này chỗ mọi người gọi là cá gì ha. Chỗ Mỹ thường gọi cá này là con cá khoai. Tại vì ăn cái thịt nó như là cá khoai vậy, nên người ta cứ gọi là cá khoai thôi. Đó, các nhà xem nè, con thủy quái là một con cá khoai, y hệt nhau. Nhưng mà con nó kích thước nó to hơn con cá khoai này nhiều. Thank you.
thêm con sò ngọt thứ sáu. Công nhận hôm nay Mỹ thấy thật sự mà nói sò ngọt ít luôn nha. Mỹ đã bắt thêm được một vợ thứ tư rồi nè, giờ bắt đầu là sẽ lấy vợ thứ năm. Tại vì con sò mê ca chỗ này to, với lợi nó có nhiều nữa, bắt nó mau đầy vợ tè lên. Anh Hùng cũng đã lấy đầy vợ nữa rồi kìa. Thêm con sò ngọt thứ bảy. Thêm con sò ngọt thứ 8. Mỹ sẽ chỉ thêm con cá đuối này luôn nha. Hồi nãy Mỹ có lên trên rồi, mấy con cá đó thì Mỹ đã bỏ trên ghe để chú bé luộc rồi, nấu canh chua chứ. Tại vì mấy anh em sẽ làm một ca nhẹ đây nữa thôi là mấy anh em sẽ lên ăn cơm luôn nha. Thêm một cái hang của con cá phai nữa nè. Nó đã thấy Mỹ nó sẽ chui xuống rồi. Ở căn nhà thấy chưa, Mỹ chỉ cần cào ngay đây chặn cái đầu của nó sẽ chui lên lại thôi. Chặn cái đuôi nó mới đúng chứ, tại vì cái đầu nó đã lòi ra hang rồi. Tại vì mình chặn cái đường đi của nó cả nhà. Rồi Mỹ đã chi hụt, Mỹ sẽ moi cho nó chung lên lại nha. Rồi con này nó không có muốn chung lên lại rồi. Ở Mỹ sẽ moi nó luôn nha, moi thử nó có còn trong đó không. Tại vì con cá này nó chung dưới đá, nó nằm dưới đáy cả nhà. Không biết có còn ở dưới đó không nữa đây, nãy giờ Mỹ cào nãy giờ mà không muốn chúng nó. Rồi không muốn chúng mình luôn. Để Mỹ moi luôn nha, moi thử có nó không. Rồi có nó này anh em mọi người, Mỹ đã moi chúng nó rồi. Rồi Mỹ đang tóm được nó này này. Rồi đây nó tính chui lên nó bỏ chạy nha. Con sò ngọt thứ 9. Một con cá đuối ghim nữa nè. Ý chỉ luôn.
Chắc chuyến này Mỹ đâm cá chủ yếu dinh về nhà ăn nha. Tại vì cá lưới đầu tiên thì cầm lên nó chú bé đã nấu được sau canh chua rồi. Con sò ngọt thứ 10. Con thứ 11 Mỹ Yanny hai ngón, con nghĩ là hai số 1 đó là 11. Con thứ 12 luôn rồi nè. Con thứ 13. Con thứ 14. Tính ra Mỹ bắt 14 con thì chỉ được 2 kg thôi. Thêm một con cá đuối ghim nữa. Hôm nay nhà Mỹ lại có món cá đuối sống mỡ rồi. Trời ơi, hôm nay cá cũng Mỹ quá trời luôn. Chắc Mỹ phải lên cho mấy anh em trên ghim bớt quá. Quái vật biển nè, cá phai nè, cá đuối nè, nó quá trời là cá luôn. Con sò ngọt thứ 15 luôn rồi nè. Sò ngọt hôm nay thật sự mà nói rất là ít luôn. Giờ trên ghe cũng đã kéo Mỹ và mấy anh em lên để ăn cơm rồi. Giờ thì cũng đã 10 giờ rồi, anh em nào đều đói bụng hết luôn. Nên tranh thủ lên ăn cơm, mấy anh em sẽ làm một ca khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ chạy vào bờ nha. Mấy anh em chỉ làm khoảng một ca ngắn nữa thôi, mấy anh em sẽ lên để chạy. Mấy anh em làm 2 ca đầu tiên.
gì? Cơm á. Trên kia có nấu con cá chua cả nhà. Đây mấy em đây cơm. Thì hôm nay thì 8 anh em làm thì ngày này 3 bao này, 4 5. Ờ chính nhà chính dồn vô chắc cũng gần được 10 bao sò mê ca cái nhà, và một số sò lạc dặn như sò ngọt, sò đồ nữa. Đó thì ở trên đó cái nhà. Giờ mấy anh em sẽ tụ họp để ăn cơm nha. Mấy anh em ăn cơm no rồi để có sức tiếp tục làm thêm một ca nữa. Thì làm giờ này cũng 10 giờ mấy rồi. Ai cũng đói bụng hết á. Giờ mấy anh em sẽ ăn cơm nha. Bên em sẽ ăn cơm, giờ Vũ là công sĩ chạy lại cái chỗ lặn đó. Anh ăn xong rồi sẽ làm ca nữa. Bây giờ Mỹ ghi hình thì cũng rất là dài rồi. Mỹ sẽ xin kết thúc video tại đây nha. Mỹ kết thúc video của ca đầu tiên thôi. Giờ ăn cơm no, sẽ làm thêm ca nữa. Rồi, giờ Mỹ xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha.